Đâu đâu đâu, coi kìa. Ê, lại đây coi nè. Về câu chuyện đang gây sự chú ý với người dân Thái tử với người yêu cũ đó. Về một cô gái. Xen giữa tình yêu của Thái tử và Thái tử Phi, người đó chính là bạn gái cũ của Thái tử. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cô gái đang gây xôn xao dư luận, kẻ thù làm tổn thương trái tim của Thái tử Phi Dương Quốc Putin. Minnie là một du học sinh, đồng thời cũng là vận động viên cung thủ. Cô là cháu gái của chủ tịch tập đoàn xuất khẩu nước Hoa, ông Fakin Atra Kakiotin. Đương nhiên là tiểu sử cô ấy không hề bình thường chút nào. Cô chính là tiểu thư trong gia đình quý tộc của nước chúng ta. Trước giờ, cô ấy thường xuyên đi lại giữa hai nước Thái Lan và Putin. Và điều quan trọng, cô ấy chính là vận động viên cung thủ Olympic nổi tiếng của Putin. Có tin đồn rằng Thái tử và cô Minnie đã yêu nhau từ khi cùng du học ở Anh. Nói một cách khác thì họ là người yêu cũ của nhau. Chứ nếu nói Thái tử và cô ấy chỉ là bạn bè cũ gặp lại thì đâu có gì đáng nói. Dù sao thì việc này cũng không thể nói trước được. Vì Thái tử Putin nổi tiếng là đẹp trai và hoàn hảo, làm sao có thể để vượt qua tay dễ dàng như vậy? Chúng ta hãy theo dõi những bản tin tiếp theo xem kết cục của chuyện này như thế nào. Hình như là cô ta. À, là cô ta kìa. À, là cô giống hả? Hai người quen nhau từ khi nào? Cô là người yêu cũ của tôi. Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà. Không có gì đâu. Cô tránh ra giùm tôi đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Nói vậy lời đi. Để tôi yên đi. Đừng làm kẻ thứ ba. Có phải vậy không? Nói nữa mà. Nói đi. Làm ơn đi. Nói vậy lời đi. Tránh xa tôi ra. Tôi lại bỏ đi. Nè. Đi đi. Kết quả còn tốt hơn những gì tôi mong đợi nữa. Không bao lâu sẽ còn rất nhiều chuyện xấu của Thái tử Chai-in lần lượt được phơi ra ánh sáng. Cả Thái tử và Thái tử Phi chắc chắn sẽ càng bị nhiều người ghét hơn. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Fakin. Nếu như mẹ đoán không lầm, con đang lo lắng cho Thái tử Phi, có đúng vậy hay không? Dạ phải. Con phải luôn nhớ điều này. Một khi con được trở thành thái tử của vương quốc này rồi, sẽ có rất nhiều con gái cao quý hơn xếp hàng chờ con lựa chọn. Chính vì vậy, quên Thái tử Phi càng sớm càng tốt. Hôm nay không đi học sao? Tin tức náo loạn như vậy, con có tới trường cũng sẽ bị chỉ trích, phải bỏ về thôi. Nếu như con trốn tránh, con sẽ mãi chỉ là kẻ thứ ba. Nhưng nếu con dám lao về phía trước, thậm chí sẵn sàng lao mình vào biển lửa, mọi người sẽ thấy tình yêu của con mới là thật sự. Ê, lại đây. Nhìn kìa. Đâu đâu. Kìa, cô ta kìa. Người yêu của Thái tử đó. Đúng rồi. Có phải cô ấy không? Trai nữa. Trai mặt ghê ha. Phải rồi. Không ngờ luôn. Không ngờ luôn. Nè, cô. Đẹp mặt quá. Chừng nào cô mới bỏ kế hoạch cướp thái tử hả? Muốn tranh giành vị trí thái tử phi lắm chứ gì? Tôi nói cho cô biết, kiểu như cô hả? Chỉ là công chúa trong vở kịch thôi. Nè, đứng lại. Nói cho mày biết nha. Hãy quên chuyện quyến rũ thái tử đi, nghe không? Liên quan gì tới mấy người? Đó là chuyện của tôi và cha Yên. Hả? Trời. Nếu như cô dám làm cho thái tử phi đau lòng, thì đừng có trách tụi này không nhắc nhở. Các cậu, đi thôi. Anh đi thôi. Đi đi. Nè, cô đau ở đâu không?